Mới đây, Nissan Patrol mẫu SUV cỡ lớn chủ lực của hãng xe Nhật Bản đã chính thức ra mắt thế hệ thứ bảy hoàn toàn mới, sau 14 năm kể từ khi ra mắt đời cũ. Những điểm nhấn nổi bật ở thế hệ mới là thiết kế hiện đại nhưng vẫn giữ được nét mạnh mẽ đặc trưng, hệ truyền động mạnh mẽ hơn dù động cơ có ít xi lanh hơn, cùng với nội thất hiện đại và sang trọng hàng đầu đội hình Nissan. Thị trường đầu tiên đón nhận thế hệ mới của Nissan Patrol là Trung Đông, khu vực mà dòng xe này luôn được ưa chuộng nhờ khả năng vượt địa hình xuất sắc. Với sự cạnh tranh quyết liệt từ đối thủ Toyota Land Cruiser, Nissan kỳ vọng rằng Patrol mới sẽ tiếp tục duy trì và củng cố vị thế dẫn đầu của mình. Một trong những thay đổi quan trọng nhất của Nissan Patrol thế hệ mới chính là động cơ. Động cơ V8 5.6 khổng lồ trước đây đã được thay thế bằng động cơ V6 3.5 tăng áp kép. Mặc dù nhỏ gọn hơn, động cơ mới này vẫn có công suất ấn tượng lên tới 425 mã lực và mô men xoắn 700 Nm tăng 25 mã lực và 140 Nm so với phiên bản trước. Động cơ V6 mới được thừa hưởng công nghệ từ siêu xe GTZ. Hộp số tự động 9 cấp mới cũng đã được thay thế cho hộp số 7 cấp cũ. Động cơ V6 mới không chỉ mạnh mẽ hơn, mà còn tiết kiệm nhiên liệu hơn 24% so với động cơ V8 cũ. Mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình dao động từ 9 lít 9 đến 10 lít cho 100 km. Tại thị trường Mỹ, Nissan Patrol sẽ có phiên bản hiệu suất cao mạnh hơn nhưng hiện chưa rõ liệu phiên bản này có được phân phối tại các thị trường khác hay không. Bên cạnh đó, một số thị trường khác sẽ có tùy chọn động cơ V6 3.8L, với công suất 316 mã lực, và mô men xoắn 386 Nm đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng. Nissan Patrol thế hệ mới có vẻ ngoài hiện đại, và sang trọng hơn hẳn so với các đời cũ. Tuy nhiên, dù có sự thay đổi rõ rệt về phong cách, thiết kế tổng thể của xe vẫn duy trì được dáng vẻ vuông vắn, nam tính khẳng định giá trị off-road vốn là đặc trưng của dòng SUV này. Phần đầu xe gây ấn tượng, với cụm đèn pha LED thiết kế hình chữ C cùng dài đèn ban ngày rộng. Lưới tản nhiệt V-Motion mới được mở rộng và sơn đồng màu thân xe, bên trong là các thanh nan ngang mạ chrome. Bên cạnh đó, phần hông xe nổi bật với cửa sổ được đặt cao và bậc cửa lớn, mang lại sự vững chắc và mạnh mẽ. Thiết kế cột D với đường chéo hướng lên trên tiếp tục được duy trì từ phiên bản cũ, tạo nên dấu ấn riêng cho Pertron phía đuôi xe được thiết kế cao và rộng hơn, tạo dáng đứng bề thế, vững chãi. Điểm nhấn ở đây là cụm đèn hậu cũng mang hình chữ C tương tự đèn pha phía trước, kết hợp với bộ khoách tán gió cỡ lớn và khung bảo vệ bề thế. Cabin của Nissan Patrol thế hệ mới vượt trội so với bất kỳ mẫu xe nào khác của Nissan trên thị trường hiện nay. Điểm nhấn nổi bật nhất là bảng táp lô hiện đại với màn hình kép 28.6 inch, bao gồm bảng đồng hồ kỹ thuật số và màn hình cảm ứng trung tâm đồng cỡ 14.3 inch. Hệ thống thông tin giải trí trên Vertron mới sử dụng hệ điều hành Google, được tích hợp sẵn các ứng dụng như Google Maps, Google Assistant và Google Play Store, mang đến trải nghiệm số hóa mượt mà và tiện ích. Xe cũng hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto. Cụm điều khiển trung tâm được thiết kế tinh tế với hệ thống chuyển số bằng nút bấm. Người lái cũng có thể tùy chọn chuyển số thông qua lẫy chuyển số gắn trên vô lăng, tạo cảm giác lái thể thao và linh hoạt. Khoang nội thất được bọc da mềm cao cấp, Ngoài ra, xe còn có màn hình hiển thị trên kính lái H7 in, điều hòa đa vùng, đèn nền nội thất 64 màu, ghế trước có chức năng sưởi, làm mát và mát xa, hai màn hình giải trí 12.3 in dành cho hàng ghế sau, dàn âm thanh cao cấp 12 loa clips. Đặc biệt, Nissan còn trang bị cho cơ trôn mới một hệ thống làm mát sinh chắc học độc đáo. Hệ thống này sử dụng các cảm biến để đo nhiệt độ cơ thể của hành khách thông qua ra, sau đó tự động điều chỉnh nhiệt độ trong xe sao cho phù hợp nhất với từng người ngồi giúp làm mát nhanh hơn 50% so với các hệ thống làm mát thông thường. Là một mẫu xe off-road, xe cũng được trang bị nhiều tính năng hỗ trợ địa hình tiên tiến, như hệ thống capo vô hình với camera gắn gầm, cho phép người lái quan sát rõ ràng mặt đất phía trước mà thường bị capo che khuất. Bên cạnh đó, còn có 6 chế độ lái, bao gồm 3 chế độ địa hình khác nhau, hệ thống treo có khả năng nâng lên 70mm hoặc hạ xuống 140mm, khóa vi sai cầu sau, và khả năng lội nước sâu đến 700mm. Giúp xe dễ dàng chinh phục mọi địa hình khắc nghiệt. Tại thị trường Trung Đông, Nissan Patrol thế hệ mới có giá khởi điểm từ 1 tỷ 6. Xe dự kiến sẽ đi vào sản xuất trong vòng 18 tháng tới.